Sau khoảng thời gian thực hiện hiệu quả công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19, cơ bản đến nay tình hình dịch đã ổn định, số bệnh nhân mỗi ngày không nhiều. Do đó, Quỹ ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất ngừng tiếp nhận thu chung điều trị bệnh COVID-19 tại 8 bệnh viện giả chiến trên địa bàn kể từ 6 giờ ngày 30 tháng 9. Theo đó, 8 bệnh viện giả chiến này gồm bệnh viện giả chiến số 2 Trung tâm Y tế Quyện Tân Trụ, số 4 Trung tâm Y tế Quyện Đức Quệ và số 5 Trung tâm Y tế Quyện Mộc Quá, số 6 Trung tâm Y tế Quyện Vĩnh Hưng, số 9 Trường Chính trị, số 11 Trường Trung học Phổ thông Chuyên Long An, số 14 Chi Cục Thuế Trường Tiểu học Thủ Thừa, số 19 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trung Trực Quyện Bến Lức. Ngay sau khi ngưng tiếp nhận thu dung, các đơn vị địa phương có liên quan phải tiến hành vệ sinh môi trường, khử khuẩn đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ năm học 2021-2022 và chuẩn bị cơ sở vật chất nhân lực, nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo thực hiện công tác khám chữa bệnh thông thường lại cho người dân.